Đường Ông Ích Khiêm. Mấy năm trước, khi con đường được làm bó vỉa bê tông, người dân khu phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh thấp thỏm hy vọng sắp được đi lại trên con đường mới an toàn, sạch sẽ. Nhưng đơn vị thi công cũng chỉ triển khai đến chừng đó rồi bỏ dở. Cho đến nay, con đường chưa đến 1 km vẫn là đường đất. Xóm là cũng đổ đá này, nhưng mà đi trơn trượt ngã mít à. Mà đường thì làm hai cái vệ này lâu lắm rồi mà chả thấy làm được thì đi nguy hiểm lắm. Người dân cho biết họ đã nhiều lần phản ánh lên Ủy ban Nhân dân phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa về việc chậm trễ trong đầu tư xây dựng đường Ông Ích Khiêm. Lãnh đạo địa phương cũng đã xuống kiểm tra nhưng chưa có phản hồi nào. Đường đất nên trời mưa thường xuyên lầy lội, ngập nước. Địa phương cũng không có giải pháp khắc phục mặt đường tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông. Để con đường bớt lầy lội thì người dân đã tự bỏ tiền ra mua đất đá về để san lấp. Thế nhưng với cái tình trạng như thế này thì việc đi lại ban đêm rất là nguy hiểm vì ở đây không có đèn đường. Như em là một người phụ nữ, em lái xe vô những con đường này thì em rất là sợ. Như đi một mình không thì có thể là mình chạy chậm hơn. Còn nó như khi chở nặng thì có khả năng sẽ rất khả năng té là cao. Tổ dân phố Mỹ Ca hiện có gần cả trăm hộ dân sinh sống. Những đứa trẻ ngày ngày vẫn phải đi học và vui chơi trên mặt đường như mặt ruộng. Đường không được đầu tư nên trước mặt các ngôi nhà cũng nhếch nhác. Người dân tự hỏi họ sẽ chờ đến bao giờ mới có đường bê tông.